Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức nha. Thì ngày hôm nay Chí sẽ cập nhật cho các bạn về cái màu sơn mới về nữa của hàng Winix V3 2022 nhé các bạn. Như trước mặt của các bạn đây đó là chính là mẫu xe Winix V3 2022 màu bạc xanh đen nhé các bạn. Cái này là phiên bản đặc biệt. Thì ngày hôm nay thì xe nó lại tiếp tục về nữa, thì Chí sẽ soi chi tiết cận cảnh cái phiên bản đặc biệt màu bạc xanh đen này cho các bạn mình có cái nhìn tổng quát hơn về dòng xe Winix V3 2022, và cũng như là chiếc xe báo giá xe và cũng như là chương trình khuyến mãi được áp dụng trong tháng 1 này của dòng xe Winix 2022 này. Thì những bạn nào đang quan tâm đến dòng xe này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là số điện thoại, hoặc là kết bạn Zalo với Chí qua số điện thoại là 0939839746 ạ. Thì cửa hàng của Chí đang nằm ở tại là ấp Châu XA, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay Chí sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chương trình khuyến mãi mới của hàng Winix 2022 với tên gọi là thế hệ Winix mới, trả góp là 0% lãi suất luôn nhé các bạn. Và cũng như là mình sẽ được tặng thêm một cái mũ bảo hiểm cả đầu của Honda cho những bạn nào để mua dòng xe Winix V3 nhé các bạn, và cũng như là áo thun cổ vũ bóng đá của Honda luôn nhé các bạn. Chương trình được áp dụng từ ngày 4 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thì khi khách hàng mình mua xe Winix cũng được hỗ trợ là 0% lãi suất cho cái dòng xe Winix V3 này. Và đặc biệt hơn nữa thì trước mặt của các bạn đây đó chính là mẫu màu sơn xe màu bạc xanh đen của phiên bản đặc biệt của Winix 2022. Thì hiện tại nay thì cái giá bán của phiên bản đặc biệt này đang có giá là chỉ từ là 49.990.000 thôi các bạn. Thì hết Honda Hồng Đức 10 đang để bằng giá với giá đề xuất của Honda cho những bạn nào đang quan tâm đến dòng xe Winix này trong tháng 1 này nha các bạn, với giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ bằng giá đề xuất của Honda thôi các bạn. Và cũng như là những bạn nào đang quan tâm đến cái màu sơn này á, thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, do số lượng xe nó về rất là ít, thì những dòng xe phiên bản mới này thì số lượng xe về rất là ít, thì những bạn nào quan tâm thì hãy bình luận ở bên dưới về cái số điện thoại của mình, hoặc là kết bạn Zalo với Chí qua số điện thoại là 0939839746 nha. Thì Chí sẽ tư vấn cho các bạn để sở hữu một em xe Winix phiên bản mới này. Thì về soi chi tiết cận cảnh một chút xíu về cái dòng xe Winix V3 phiên bản đặc biệt màu xám xanh đen này á, thì hiện tại này thì nó sử dụng một cái tông màu, đó chính là một cái màu bạc trên toàn bộ xe, pha với một chút xíu cái màu xanh ở ngay chân chỗ cái yếm lườn này các bạn, và cũng như là cái màu đen của nhựa đen, và cũng như là cái yên được phối màu đen. Thì trong xe theo mình đánh giá thì cái xe này nó cực kỳ là đẹp mắt và cũng như là thể thao rất là nhiều. Và mình soi một chút chi tiết cận cảnh về cái mẫu xe này, coi nó có khác gì so với phiên bản thể thao cũng như là phiên bản tiêu chuẩn không nhé các bạn. Thì theo mình thấy thì nó cũng thiết kế với cái mặt nạ, cái mảo ở phía trước rồi được thiết kế là liền khói, trông nó cũng rất là thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Với ở bộ phận này thì cũng thiết kế là cái kèn thôi các bạn, và cũng như là nó được thiết kế theo cái hình tổ ong, trông nó rất là đẹp và thẩm mỹ hơn cái dòng phiên bản Win V2 trước đó. Và cũng như thì cái phần mặt nạ ở phía trước thì nó cũng thiết kế hình chữ V truyền thống, và cũng như là có hai cái khe gió giả ở đây nè các bạn. Và mặt nạ phía trước thì được thiết kế là góc cạnh hơn rất là nhiều, và sử dụng một cái tông màu là màu bạc nhám. Thì theo mình thấy là cái màu nhám lần này á, thì nó được cái công nghệ sơn đó, là cái màu sơn nhám này là nó không có bị nhám tay nha các bạn, là nó rất là mịn. Và cũng như là đèn pha phía trước thì cũng sử dụng là đèn pha là full led luôn các bạn, cho ánh sáng cường độ rất là cao, và cũng như là tiết kiệm được điện năng và tuổi thọ đèn cũng rất là cao nha các bạn. Và thiết kế ở cái mỏ dè ở phía trước thì cũng rất là đẹp và thẩm mỹ với màu bạc xám luôn các bạn. Và đặc biệt hơn là trên cái phiên bản đặc biệt này á, thì cái cây phuộc của nó thì nó được thiết kế là màu vàng đồng nha, cây phuộc màu vàng đồng, và cũng như là hệ thống van ABS ở kênh ở phía trước, và cái đường kính của lớp trước của nó là 90-80, và cái vành xe là 17 inch nha các bạn, cặp đen rất là chắc chắn giống như phiên bản V2 trước đó thôi. Về đèn xi nhan thì đèn xi nhan của phiên bản này á, thì cũng được thiết kế là ôm sát vào cái thân xe, rất là thẩm mỹ, sử dụng công nghệ đèn full led luôn nha các bạn. Và chạy dọc theo thân xe thì nó cũng phối một cái màu, đó là cái màu bạc xám trên toàn bộ cái bên hông xe luôn nha các bạn, và có logo tem của Honda cánh chim màu đen tạo điểm nhấn cho cái dòng xe này. Và cũng như là cái khe gió thì được thiết kế là hẹp lại và giấu cục máy vào bên trong,
Và pha theo đó là cái yếm lườn nè bạn, là nó được sử dụng một cái tông màu là màu xanh nhám. Bởi vì nó mới có tên cái phiên bản màu này là bạc xanh đen đó các bạn. Thì nó chỉ có một chút màu xanh ở ngay chân chỗ này thôi. Và cũng như là chạy dài ra phía sau thì cái ốp hông đó các bạn thì cũng được thiết kế là liền khói hơn và chắc chắn hơn. Với cái tem nổi Winnis 3D được dập nổi trên cái thân xe của hàng Winnis này. Và hiện tại nay thì những bạn nào đang quan tâm đến cái dòng xe Winnis này á, thì bên Trí đang có chương trình là hỗ trợ cho mình là rất là nhiều về cái dòng xe Winnis này. Thứ nhất là được hỗ trợ là bằng giá đề xuất với giá Honda, với chiếc này chỉ từ là 49 triệu 990 ngàn. Mua xe Winnis phiên bản V3 này được tặng thêm một mũ bảo hiểm full face cả đầu và cũng như một cái áo thun cổ vũ bóng đá của Honda nữa các bạn. Và cùng với đó là mình sẽ được tặng thêm một cái gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng, là bao gồm cái nón bảo hiểm có kiếm 1-2 đồng của Honda, một áo gió, 2 lít xăng, 6 lần thứ nhất giảm được 50%, móc khóa thay bếp nữa nha các bạn. Thì hiện tại nay thì xe về số lượng rất là có hạn. Chính vì thế những bạn nào quan tâm đến cái màu bạc xanh đen này thì hãy để lại số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo trực tiếp với Chí qua số điện thoại là 0939 839 76 thì Chí sẽ tư vấn cho các bạn về cái mẫu xe này. Và ở đây trên tay Chí đang cầm một cái bản tính trả góp dành cho những bạn nào đang quan tâm đến dòng xe Winnis V3 này, với góp là 0% lãi suất luôn nha các bạn. Thì mình chỉ cần trả trước chỉ từ là 30% giá trị xe thôi. Ví dụ như mình có một cái bản tính để tính cho các cả bạn mình tham khảo là mình chỉ cần trả trước là 16 triệu 100 ngàn thôi, là mình còn vay lại là 29 triệu 990 ngàn. Mình góp trong vòng 12 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 2 triệu 649 ngàn, và 15 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán chỉ là 2 triệu 122 ngàn, và cũng như là 18 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 1 triệu 770 ngàn, và 24 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 1 triệu 331 ngàn thôi các bạn. Là mình đã sở hữu được xe Winnis này với 0% lãi suất, và mình có thể là góp từ 12 đến 24 tháng, cực kỳ là hấp dẫn và ưu đãi thôi các bạn, với cái giá bán là bằng giá đề xuất của Honda luôn thôi. Thì những bạn nào đang quan tâm đến dòng xe Winnis phiên bản mới này á, thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment ở bên dưới thì Chí sẽ tư vấn cho các bạn về những về cái dòng xe Winnis này. Và đặc biệt hơn nữa là những bạn nào quan tâm đến những cái mẫu xe Winnis V2 thì ở kho xe của Hết Honda Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng của mình, là vẫn còn đầy đủ những phiên bản V2 của dòng xe Winnis, cũng như là phiên bản từ phiên bản xe zin đến những phiên bản màu sơn xe độ vàng áo, thì bên mình đã có đầy đủ và cũng như là vẫn còn hỗ trợ cho mình là 0% lãi suất nha các bạn. Thì những bạn nào đang quan tâm thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới, Chí sẽ tư vấn cho các bạn. Là chương trình này chỉ áp dụng trong tháng 1 này thôi nha các bạn. Thì những bạn nào đang cần có nhu cầu mua xe để mình đi chơi Tết thì hãy nhanh tay lên để mình có thể là sở hữu được xe Winnis này với lãi suất cực kỳ là hấp dẫn và ưu đãi. Thì cuối lời thì video của Chí đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các